Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cái thủ thuật Excel rất là hay mà dân văn phòng các bạn cần phải biết. Thế thì bình thường ví dụ trường hợp mà các bạn sẽ tạo một cái tiêu đề cho một cái bảng tính nào đó, ví dụ như thế này, ở trong trường hợp này mình để là bảng chấm công đúng không ạ? Thường thì các bạn hay gộp các cái ô từ đầu đến cuối để sau đó là À, cho cái dòng chữ nó ra giữa như vậy đúng không ạ Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta gộp như thế này đôi khi là chúng ta sẽ thao tác bảng dữ liệu sẽ bị khó khăn đúng không ạ Vậy thì à, làm thế nào để chúng ta vẫn cho cái chữ ra ở giữa như vậy được nhưng mà chúng ta nó không ảnh hưởng gì đến cái bảng à, dữ liệu của chúng ta à, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên cái thủ thuật đầu tiên mà làm như sau các bạn nhé? Thì đầu tiên mình sẽ bỏ gộp đi Mình bấm vào đây và mình bấm vào cái lựa chọn này Đúng không ạ? Đó Thì các bạn thấy là cái chữ bảng chấm công nó sẽ chạy ra đầu rồi đúng không? Việc của chúng ta bây giờ là chúng ta muốn nó ra giữa như ban đầu đó Thế thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn sẽ bôi từ đây đến đây nhé Bôi từ đây đến đây này Đó, bôi đen hết cái phần đấy Sau đó các bạn chuột phải Các bạn chọn format cell như này rồi, tiếp theo nhé, các bạn sẽ chọn vào cái thẻ Aliment đây, các bạn bấm vào đây nhé. Sau đó các bạn chọn cái lựa chọn này và các bạn chọn là Center Across Selection, các bạn bấm vào đây tiếp theo nếu trường hợp các bạn muốn căn ra giữa giữa này là giữa trên và dưới các bạn nhé còn nếu mà các bạn chọn center across à, selection này là nó sẽ căn giữa trái và phải trong cái vùng mà chúng ta bôi đen đấy còn cái lựa chọn phía dưới này chúng ta chọn center để cho nó ra giữa à, căn giữa trên và dưới các bạn nhé sau đó chúng ta sẽ chọn là ok như thế này đó thì các bạn thấy chưa, lúc này cái chữ bảng chấm công nó sẽ chạy ra giữa như thế này nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ nguyên các cái ô Excel như này bình thường. Thì lúc này thường đôi khi ấy, chúng ta sẽ tính uh, có một cái bảng ở dưới và lúc um, có chúng ta có thể mà dùng một cái hàm sâm đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng một cái hàm sâm sau đó chúng ta tính toán gì đó thì chúng ta tính bình thường mà không không ảnh hưởng gì đến cái uh, uh, đến cái cái, cái cái dòng tiêu đề của chúng ta. Các bạn hình dung không? Đấy ví dụ như vậy ví dụ như như thế này đó thì đây nó là đang định dạng số thì à, ngày tháng thì các bạn à, nhìn để các bạn các bạn thấy là đây chúng ta làm ở ô này nhé đó ví dụ như vậy thì các bạn thấy là à, khi mà các bạn làm như vậy ấy, thì các bạn có thể tính toán tiếp ở trên này mà không ảnh hưởng gì được đúng không ạ thì chúng ta có những cái ô này để chúng ta tính toán tiếp còn nếu mà chúng ta làm như ban đầu mà chúng ta gộp từ đây đến đây thì có nghĩa là chúng ta mất nguyên một cái dòng đó chỉ để là viết cái dòng tiêu đề cho cái phần bảng dữ liệu của chúng ta thôi, đúng không ạ? Các bạn hình dung là như vậy, đúng không ạ? Rồi, thì đấy là cái thủ thuật đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Rồi, cái thủ thuật thứ hai là gì? Ví dụ, đây vẫn là cái một cái bảng dữ liệu của chúng ta nó có ngày tháng như thế này nếu mà chúng ta không muốn thể hiện cả ngày tháng năm như thế này thì chúng ta uh, có thể chuyển về cái định dạng là để là ngày thôi cũng được đúng không ạ để là ngày thì chúng ta có thể là bôi đen đúng không ạ chúng ta bôi đen như thế này các bạn bôi đen hết cái phần ngày tháng đó sau đó các bạn chuột phải này sau đó các bạn chọn mát cell sau đó tiếp theo là các bạn sẽ chọn mục lâm bờ và chọn các sầm tại cái mục này các bạn sẽ để hai chữ D đúng ạ? Sau đó chúng ta chọn OK. Như vậy lúc này rất là gọn gàng, đúng không ạ? Ngày tháng nhưng mà lúc này định dạng nó chỉ là hai chữ số là thể hiện ngày thôi, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Và nếu trường hợp nếu các bạn muốn là có thứ ở đây nữa thì sao, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm text, đúng không ạ? Các bạn sử dụng hàm text như thế này này. Đó, sau đó các bạn có thể bấm vào FX để cho hàm text hiện lên như thế này. Sau đó các bạn chọn vào đây, và nếu các bạn muốn hiện thứ thì các bạn sẽ mở nháy kép ra và các bạn để ba chữ D như thế này. Đấy, 3 chữ D như vậy. Sau đó các bạn chọn OK. Thì lúc này nó sẽ hiện thứ cho chúng ta. Nhưng mà thứ lúc này nó là tiếng Anh các bạn nhé. Đó các bạn thấy chưa? Thứ nó là tiếng Anh. Đó. Nếu trường hợp mà các bạn muốn thứ là tiếng Việt thì sao? Đấy các bạn bấm vào đây. Các bạn nếu thứ là tiếng Việt thì các bạn viết như sau. Các bạn mở ngoặc vuông ra nhé. Đấy các bạn mở nháy kép trước này sau các bạn mở ngoặc vuông ra các bạn viết là ký tự đô la như thế này Đấy, các bạn viết ký tự đô la trước rồi sau đó các bạn gạch ngang 42 a đó cú pháp để viết được uh, thứ tiếng việt các bạn nhé sau đó các bạn đóng ngoặc vuông lại tiếp theo là các bạn sẽ viết là ba chữ d ba chữ d ở đây hoặc là ba chữ d cũng được sau đó chúng ta đóng nháy kép lại các bạn thấy đây là kết quả này Đấy, các bạn thấy chưa Đấy. Sau đó các bạn chọn OK như thế này. Đó, thì lúc này nó sẽ chuyển thành là thứ tiếng Việt cho các bạn. Đúng chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chuyển thành thứ tiếng Việt. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn muốn là thứ tiếng Việt nó hiện thứ tiếng Việt luôn, tức là cái chữ thứ tiếng Việt luôn, thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc thêm một chữ D nữa ở đây thôi là được. Đấy, các bạn thấy không? Kết quả đây. OK. Đó, sau đó chúng ta kéo công thức như thế này thôi. Chúng ta kéo công thức đi. Như thế này. Đúng không ạ? rất là đơn giản. Đó là cái cách mà chúng ta uh, chuyển ngày tháng về dạng thứ, Đấy, thứ một, uh, thứ tiếng Anh này, rồi thứ tiếng Việt viết tắt này và thứ tiếng Việt viết đầy đủ luôn, đúng không? Rất là đơn giản. Đó là cái thủ thuật thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đúng không? Dân văn phòng, các bạn cần phải biết cái cách như vậy. Tiếp theo sang thủ thuật số 3 Bây giờ nhé, ví dụ uh, đôi khi chúng ta tạo những cái form mẫu nào đó mà để sau đó là chúng ta in ra. Đúng ạ, in ra để sau đó là cho mọi người có thể là ghi cái phần phía sau đó thông tin chống để mọi người ghi vào Thế thì nếu mà chúng ta cứ như thế này mà chúng ta in ra thì ở phía sau sẽ không có cái đường kẻ để chúng ta uh, cho mọi người ghi dễ dàng, đúng không ạ Thế thì nếu mà các bạn có thể kẻ như thế này thì cũng được nhưng mà chúng ta không muốn thể hiện như vậy để Các bạn hình dung không? Chúng ta không muốn thể hiện như vậy Mà chúng ta chỉ muốn là... Uh, À, chấm chấm ở phía sau thôi Để sau đó cho mọi người ghi vào cái phần đó Đúng không ạ? Thì uh, nếu mà các bạn chấm thủ công như thế này cũng được Nhưng mà nó không có chuyên nghiệp đúng không? Các bạn chấm như vậy cũng được Đấy, nhưng mà không có chuyên nghiệp Đúng không ạ? Chúng ta làm như vậy nó không có đúng cách Thế thì nếu trường hợp mà chúng ta chấm như thế Mà chúng ta viết thêm chữ Thì cái chấm đó nó sẽ sang cái ô bên cạnh đấy các bạn nhé Ví dụ như thế này, mình chấm như này đúng không? Đấy, mình chấm đến đây này Mình chấm đến đây nhé các bạn thấy đến đấy bây giờ mình sẽ để ở đây mình viết thêm chữ là Mr cảnh Excel đấy các bạn thấy chưa thì cái dấu chấm này này nó sẽ sang bên bên này chứ nó không có nằm ở trong cái ô này nữa đúng không ạ vậy thì cái cách mà chúng ta làm nếu muốn như ban đầu chúng ta lại xóa bớt đi đúng không ạ thế thì nó không có không có ok đúng không ạ làm cách đó nó không có ok tức là nó được nhưng mà nó không có không có đúng đúng không ạ rồi thế thì chúng ta làm như nào các bạn sẽ bôi đen cái phần này nhé sau đó các bạn chuột phải này sau đó các bạn sẽ chọn format cell nhé và tiếp theo các bạn sẽ chọn number sau đó các bạn chọn mục custom này sau đó các bạn xóa cái chữ channel này đi và các bạn nhập là à, như thế này a à, còng này dấu sao và dấu chấm như này các bạn nhé sau đó các bạn ok như này đó thì lập tức là các bạn thấy rằng là à, toàn bộ những cái phần trống của cái ô này được à, đánh dấu chấm nếu bây giờ mình sẽ viết thêm thì sao mình viết thêm nhé với họ tên là meter cảnh excel enter thì các bạn thấy luôn luôn là cái dấu chấm nó sẽ nằm trong ô này chứ nó không có bị thừa sang ô khác Đấy, các bạn hình hình dung là như thế rồi bây giờ mình xóa bớt đi thì sao Đấy, mình xóa bớt đi thì Enter này Đó, các bạn thấy chưa Thì luôn luôn cái phần này nó sẽ luôn là dấu chấm cho chúng ta. Thì khi đó thì chúng ta in ra ví dụ trường hợp các bạn làm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hay gì đấy, đúng không ạ? À, thì các bạn có cái phần để, để chống để cho mọi người ghi vào, chẳng hạn như vậy. Đấy, thế thì à, làm cái cách như thế này thì sẽ chuyên nghiệp hơn các bạn nhé. Đó. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.